Nhưng mà cái nghiệp chướng của họ như thế nào đó, họ phải dẫn đến một môi trường là quen với những người như vậy, tâm tính như vậy, ác độc như vậy. Mà bao nhiêu người người ta thấy ác độc, nhưng mà cái người họ quen á, họ không thấy ác độc. Bởi vì nghiệp đã che đậy cho nên họ không thấy gì hết á. Cho nên người yêu của mình lúc nào cũng tuyệt vời và cũng tốt. Cái đó là như vậy đó. Ai thấy xấu là chuyện của người đó, nhưng mà mình có duyên nợ đó là mình sẽ thấy tốt. À, cho nên có những người khi mà kết hôn với cha mẹ đâu có cho, cha mẹ biết à thằng đó nó như vậy hay là con đó nó như vậy nó sẽ làm khổ con mình hay là như vậy, nhưng mà can nó được không? Không, tại nợ của nó phải trả mà. Đâu phải nợ của ông bà đâu, nợ của ba má đâu. Thành ra không phải nợ của ba má, cho nên ba má nhìn ra được thằng đó tốt xấu. Nhưng mà nợ của con gái thì con gái sẽ không thấy thằng đó cái xấu bao giờ. Nếu nó thấy xấu giống như ông già bà già nó thì nó không lao vào đâu. Nó là như vậy. Cho nên cái đó gọi là nghiệp che đậy phải trả. Đó là chuyện đương nhiên, không có cách nào khác trong vấn đề giải quyết này. Cho nên có những người khi có chồng có con rồi phải ngậm bồ hòn, chấp nhận những số phận. Có những gia đình tôi thấy khiếp đảm quá các vị. Một người vợ dường như trong cuộc